Tên là Bàn Thị Mong ạ. Em ở xóm Cây Nhãn, xã Tư Quận, huyện Sơn, tỉnh Tuyên Quang ạ. Em con em tên là Triệu Thị Hằng Nga. Được cháu được 9 tháng tuổi. Cháu bị bệnh này cháu không lớn được, cháu được có 6 cân rưỡi thôi ạ. Chồng em hôm qua về, nếu mà được mổ xong không có tiền ăn ở đây ạ. Xong chồng em về định bán đất đi. Nếu mà bán đi xong bây giờ cháu phải lên đồi ở, hai vợ chồng cháu cả con lên đồi ở. Cao phú quý đại chân lá màu nền ngầu nhận tam thần châu tây si nhân tranh tố thì tiến vào tiền nhìn thấy dòng dòng gì ông u dầu thì điện đài bi châu đâu là to tiến thăm đầu đầu tiến thăm đầu tu tăng bình hoàn đi thật hồi mù thành đồng chí chi mày làm chỉ mày làm cháu nào đang nhìn thám tần đủ yên tiền tam phủ yên sạp thần một yên sạp giác chạm đi nhiều thần mình làm mình tắm giết cha sạp giác chạm đi nhiều thần và có mỏng sóng nhiều dám cống đồ đài hôm đầu chi chống liền nào đủ văn giang ông ngu sang chi phú vụ gì nhân đại dân vay hồng hóa này mùi tu tăng thuận nàn lý thần đầu miên yên đàng. Thôi được đấy. Hôm nay thì gia đình em nhờ thầy cúng về cúng giải hạn cho gia đình cho cháu. Bệnh của cháu cứ một ngày một nặng đi thì cái này thì gia đình cũng lo lắm nhưng mà không biết làm sao được. Bác sĩ ở Hà Nội bảo là tại sao không mổ sớm cho bé đi để mổ càng mổ sớm càng tốt, gia đình không có tiền, hoàn cảnh quá. Có gì thì bán hết đi rồi ạ. Bác sĩ bảo là càng lớn bé càng bệnh nặng, nặng hơn những đứa bé khác ạ, khó chữa ạ. Em không còn gì để chữa chạy nữa thì duy nhất chỉ có nhà thôi thì em vẫn cứ phải bán đi để chữa cho con thì sau này về mình xây dựng cơ ngơi khác và mình ở đâu cũng được, không sao, chỉ cần con cái khỏe mạnh thôi. Cùng là người hai vợ chồng, em cùng là người Dao ạ. Dao quần trắng ạ. Thích em lúc đi xe đạp lên ạ, xong mới quen nhau ạ. Lúc hỏi nhau xong thì có phải thịt gà mang gà đến hỏi ạ. Để thịt nè, xong mới không phải ăn hỏi ạ. Đấy là mang gà đến thịt hỏi xong có chửa thì có lúc toàn ăn rau bí không với rau ngót không. Không có gì xong hai vợ chồng lúc cháu đi hái chè thu trừ cỏ phun ở cái gốc chè xong mình đi hái thuê mình dẫm lên ạ. Một mình chồng thì làm thì không đủ ăn. Bác sĩ bảo thai vẫn khỏe, xương mới xâm một chiều ạ. Mình có tiền thì nếu mà mình có tiền đi siêu âm 4 triệu ngoài chắc các bác cũng biết ạ. Lúc đấy định lên chè đồi hái chè rồi. Ơ nhưng mà ở xa lắm, không ở gần đấy đâu.
đó hơi hơi đau bụng, xong nói bà ngoại bảo là mẹ sao con hơi hơi đau bụng, xong bà ngoại sao bà ngoại bắt chồng đưa ra ngoài trạm, xong ra đấy xong các bác sĩ đã bảo đã mở đến 5 phân rồi ạ. Mưa đến 4-5 ngày thì không có gì ăn. Mùa này phải đến mùa tháng 5, tháng 6 cắt đấy mà còn từ đấy đi mới có gạo ăn. Xong mới đi làm được thuê kiếm từng đồng để dồn vào để trả tiền con bị bệnh đi viện này ạ. Trước đây là chỉ có ở núi, ở rừng thôi. Có cánh mạng ra đời. Thì hiện nay thì nói chung là ở ven đường. Thế nhưng mà cũng khổ lắm. Còn cháu đói nghèo. Người bệnh tật không hiểu cái gì. Giá như cái ngà mà nó không... Nó ở nhiều nơi công cộng thôi mà. Nó không phải cái bệnh ấy. Người ta khám, người ta biết rồi. Thì một là người ta chữa từ ban đầu. Cái thứ hai nữa người ta sẽ cho đi. Thì cha mẹ không phải cái bệnh như thế. Cái khổ như thế. Thế gia đình cảm thấy không nghĩ được cái gì. Thì nhờ tôi gọi là cầu. Duy tâm là không phải, mê tín không phải. Tức là nó, ta gọi ta biết rõ là cái bệnh. Nhưng mà không biết rõ là nguyên nhân gì. Cái này phải xin các cụ, phải hỏi các cụ. Cha các cụ, tại sao mà vợ chồng nó không có cái gì mà lại sát phạt chúng nó có cái đứa con như thế này. Nó chỉ hỗ trợ ví dụ cái tư tưởng của cái con người, cái gia đình làm sao này, nó hợp. Trong dân tộc bọn em đẻ ra cần bị một cái gì tí uống thuốc trong dân tộc đấy cũng kiêng ạ. Người kinh họ cứ bảo là không phải kiêng mà mình dân tộc thì cứ phải kiêng nhiều thứ. Mẹ cứ bảo là đun nước lá mít ấy, thì rửa đầu ti cho con bú cái sữa đầu lá mít đi, mình rửa đi thì đầu ti mình nó khỏi nứt ra ấy, mà con bú nó không đau. Và lại sau này ti đầu ti của mình rất là đẹp. Mẹ ơi em muốn sau này mình giữ được đầu ti nó không vỡ ra mà con bú nó không đau. Ui mồ hôi nhiều. Tí thay cái áo nhỉ. Ấm nan. Này con này. Này. Lúc đẻ thì khiêng bằng võng về ạ, dắt xe đạp khiêng bằng võng về. Viện ở đây cách 17 cây. Cháu ở đâu? Kiếm tâm thảo đầu, kiếm tâm thảo chú tâm. Ý chí. Mày đẹp cháu nào, giang nhìn khám tận. Bao giờ cháu mới được phẫu thuật? Cũng không biết được.
bác sĩ điều trị họ không hẹn là lúc nào mình phẫu thuật có tim cho cháu. Đến tháng 8 này đi mổ nhưng mà bây giờ cháu nặng này là mình đăng chữa ký phổi ấy. Xong đây chữa phổi xong vừa bị phổi vừa bị tim á. Vâng. Không có tiền, nếu mà có tiền chắc cháu cũng được phẫu thuật luôn. Tưởng là cái tim bẩm sinh này là nhà nước nó hỗ trợ chứ. Như chương trình ở trong TV nó nói là mình đăng ký phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ con là họ hỗ trợ 100%. Thanh tốn thì tiến vào cao cú huy đại tiền nam mà mình đang cần nhiều tay chi nhanh thì mình thấy rằng nhiều gì ông u nhiều thì tiền đại đi cháu ở đâu là to tiền tham đầu nhiều tiền tham đầu tu tăng bình hoàn tiền thật chi chi mày làm gì mày làm cháu nào đang nhìn tham cần tiền thật tiền sản thân một tiền sản giá chẳng đi chặt nghề nhiều thật có bằng sáng nhiều giáp cống luôn hồi nào còn đâu chi chồng